Thôi rồi, rồi được rồi. Hello mọi người, lại là bé Dịch đây. Cả nhà mình đã ăn cơm chưa, nhớ em không? Dạ, vậy đó. Bóng đò cập ngang bến sông, biết anh sang lòng em vui thầm. Viết bài thơ trên giấy hoa, mang tiếng yêu gửi trao tình em. Thầm mong mong tơ sẽ môi, để cho hai đứa mình gần nhau. Hẹn mai đông qua xuân tới, đón em về cho trọn tình anh. Có ngờ một hôm nước lên. Em xin chào khán giả kênh của anh Bùi Hồ và anh Hai Lệ nha. Em hy vọng là mọi người yêu quý hai anh thì sẽ đăng ký ủng hộ kênh của hai anh. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Và một điều khá đặc biệt, Bùi Hồ thời điểm chiều rồi nhưng mà vẫn đến đây. Đó là một cô gái 24 tuổi nhưng mà em chỉ cân nặng khoảng hơn 10kg. Và em cao thì chưa tới 1m. Và cái việc mà di chuyển của em rất là khó khăn, nên người ta sẽ đặt em một cái biệt danh mà nghe rất là cổ tích, đó là cô bé sọ dừa. Nói về cái chuyện cô bé sọ dừa thì chúng ta đã nghe rất là nhiều rồi. Đó là một cái câu chuyện cổ tích, một người không có chân tay và cứ lăn lóc như thế rất là nhiều năm, thì sau này gặp được một cái nàng Úc và chàng này thì mới đính hôn và từ đó mới đẹp trai ra. Đó là một cái câu chuyện cổ tích, còn câu chuyện thật ở ngoài đời thì như thế nào? Hay là nó chỉ là sự bù đắp nào đó cho những người khiếm khuyết như cô bé này? Và để tìm hiểu thật hư về cô bé này thì mời Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị về đây, về thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang để gặp một cô bé được mệnh danh là sọ dừa. Để xem coi câu chuyện này có phải là một cái câu chuyện cổ tích dành cho em không, hay là mọi sự cố gắng từ cái năng lực của em. Và sau lưng đây là nhà của cô bé sọ dừa. Mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ nha. Là mỗi ngày là nhí là uống nước đâu, là tự sinh hoạt bình thường, làm nhà mẹ hay là tự làm hết? Mẹ lấy rồi em tự uống. Rồi bây giờ mình lăn một vòng ha. Còn di chuyển ra khuôn viên đây là cứ vậy. Ông em di chuyển thử ra sao đúng không? Dạ. Lăn thì cũng bình thường giống như đây á. Đây hay là vô luôn? Vô luôn nữa rồi, được không? Có thường có vô không hay ở ngoài này thôi? Đó. Thôi rồi, được rồi. Mình ra đây thôi. Được rồi. Em sử dụng điện thoại đâu bình thường hả? Dạ em sử dụng điện thoại bình thường mấy anh. Tụi anh đến đây như thế này thì em có thể cho khán giả là biết là em tên gì và năm nay bao nhiêu tuổi không? Dạ em tên Nhí, năm nay em 24 tuổi. Nhí là năm nay là hồi đó giờ ở đây, nhà ở đây luôn hay sao? Dạ nhà ở đây, sinh ra lớn lên ở đây luôn á. Em Nhí có mấy anh chị em? Dạ có mình anh em. Có mình anh em. Dạ. Hồi đó giờ là một kích thước mình có. Dạ mình nhỏ xíu, mình có lớn có nhiều đó. Dạ. Không có lớn nữa. Khoảng chừng mấy tấc á? Dạ 8 tấc. Em 8 tấc. Bao nhiêu ký hả Nhí hả? Em không có cân lâu rồi nhưng mà theo như em nhìn cơ địa của em chắc em chừng 22-23 ký. 23 ký. Không có lớn, không có lên nữa mà cũng không có xuống. Cái việc mà em di chuyển rất là khó khăn như vậy á, thì mọi cái sinh hoạt hàng ngày của em như thế nào? Ví dụ như về việc ăn uống của em nè. Ăn uống thì mẹ em nấu, xong rồi mẹ em múc cho em, xong rồi đem ra đây, xong rồi em tự ăn, em tự ăn được. Dạ. Còn cái chân của mình có thể bẻ kéo lên là được. Dạ đúng rồi, nó mềm mà có nghĩa. Dạ nó mềm. Cho anh. Dạ, anh cứ tự nhiên. Ở đây nó cái chân có nhưng mà xương nó nhỏ chứ không phải là nó không có bị cong lại chỗ này. Dạ nó bị cong. Dạ là mình kéo ra và kéo ra dài cũng được. Không phải ấy là hả thấy trước giờ nhỏ giờ thì mình có đi khám rồi có bác sĩ nó nói mình bị sao? Dạ không có đi khám. Không. Dạ. Dạ đúng rồi. Nghe mà đến đây gặp em thì ngoài cái việc mà khó khăn trong di chuyển thì em có giọng hát rất hay hả? Dạ thì em cũng biết hát chút. Bây giờ trước khi hỏi thêm về hoàn cảnh của mình thì em tặng khán giả một bài hát nào được không?
mình hát một đoạn thôi được. Ừ. Bài nào em thích nhất hơn? Đợi em một xíu nha. Tại vì em sợ mọi người chờ lâu, tại vì như mình không có chuẩn bị trước ấy. Ừ, không sao đâu, em cứ làm thoải mái công việc của mình đi, vui vẻ là được rồi. Dạ, dạ vâng. Em sẽ hát tặng cho khán giả là gì? Dạ, để em tìm cái này. Thưa cô bác với anh chị, ngoài cái việc mà khó khăn trong một cái việc di chuyển như thế thì bé Nhí lại biết vượt lên chính mình. Khi mà ở đây tất cả các thiết bị công nghệ 4.0 đều có mặt tại ngôi nhà này. Và chẳng hạn như đây là một cái thiết bị mà em có thể live stream, là chơi, nghe nói em có chơi Bigo Live nữa hả? Dạ, hiện tại em đang làm ở trong một cái app. Ồ, mỗi tháng thu nhập cao không? Dạ không đâu anh ơi, em làm kém lắm, ít lắm. Khoảng chừng 50 triệu không? 50 triệu chắc em giàu quá. Khoảng 49 triệu rồi ha. Dạ. Rồi bây giờ em hát nha. Rồi. Rồi em giới thiệu luôn đi nha. Em hát cho cả nhà một đoạn nha, tại vì một đoạn thôi được không? Được. Dạ. Bài Con Đò Lỡ Hẹn. Tại vì không biết mở bài gì hết trơn ấy. Rồi em hát nha. Bóng đò cập ngang bến sông, biết anh sang lòng em vui thầm. Viết bài thơ trên giấy hoa, mang tiếng yêu gửi trao tình em. Thầm mong mong tơ sẽ môi, để cho hai đứa mình gần nhau. Hẹn mai đông qua xuân tới, đón em về cho trọn tình anh. Có ngờ một hôm nước lên, đưa con đò gửi xa bên chờ. Áo hồng dần vui kết hoa, có nhà xưa ấm em tình ta. Mình em trên con bến vắng, ngóng con đò anh dần mà trôi. Lòng đau nghe môi mặn đắng, chết con đò sao đành lìa xa. Hay quá. Ngoài cái việc hát không á thì Nhí, anh thấy cái chân của Nhí còn nhịp nữa. Em hơi bị siêu hay nhạc. Mỗi lần em hát em hơi bị siêu hay nhạc. Anh ấy nói chuyện với anh là mỗi lần nói chuyện là anh đều cười hết à? Dạ đúng rồi. Cái này có kẹp vô được không? Được, em cứ kẹp vô thoải mái đi. Kẹp cho em đi. Tại vì em thấy quay thường thường người ta hay kẹp gì nè. Đặng cho cái sợ em khó khi mà em di chuyển nên anh không dám kẹp. Dạ không, nếu mà em nằm nói chuyện thì mình đợi. Anh thấy em duy tính quá à. Từ ngày em cũng vậy hả? Dạ đúng rồi, mỗi ngày em cũng vậy. Cái đúng rồi. Cái khi mà em vui vẻ như thế thì giúp cho cái cuộc sống của em nó có thêm sắc hồng. Nhưng mà như Nhí là anh hỏi như thế này. Dạ. Em là một thiếu nữ, là một người con gái giống như tất cả các bạn. Dạ. Thì trả lời được không? Trả lời được thì thôi nha. Dạ thì anh cứ hỏi, nếu mà em cảm thấy không trả lời được thì em xin phép em bỏ qua câu hỏi này. Dạ thì anh cứ hỏi đi. Làm anh em mà em làm anh hơi hơi ngoan đúng không? Không phải là gì ta, rối hơi rối đúng không? Hơi bị lúng túng với em. Em sorry, tại vì em hơi thoải mái. Ngày xưa giờ anh đi gặp nhiều nhân vật, nhưng mà lần đầu tiên mà gặp mà nhân vật mà chủ động hỏi ngược lại anh luôn á. Không có, tại vì cái tính em nó kiểu sao ta, nó hạt ngôn. Hạt ngôn ha. Đúng là ông trời ông không lấy đi của mình tất cả khi mà... Ê cho anh hỏi là anh tên gì? Anh tên Hồ, anh Bùi Hồ. Anh tên Hoa Thành Roi. Dạ. Quê anh này ở Gia Lai. Dạ, còn anh ở Đồng Tháp. Y hát 10 đẹp nhất bông xe. Tiếp theo nữa. Việt Nam đẹp nhất có tên Bắc Hồ. Lỡ phải đọc nguyên văn luôn. Cái động lực là làm cho em rất là vui vẻ như thế Nhí hơn. Dạ thì cũng không có động lực nào hết, kiểu như mình buồn hoài thì nó cũng không có giúp ích được gì cho mình hết. Hay vì như vậy mình cười nhiều một chút nè. Mình em thì em rất là thích hát luôn, cho nên mỗi lần mà em hát, em buồn em hát là em thấy vui. Mà buồn, khi mà buồn thì em thường hát một bài nào mà em không cần coi điện thoại? Dạ buồn thì em hát bất chấp luôn. Bây giờ em thử bất chấp thử một câu cho anh nghe.
chắc cái bài nào hát không, tại vì bây giờ mình không có cảm xúc mà không có bài nào mà em bất chấp em thích em hát là cho vui là được rồi. Hát vui hát vui thì vậy đại vị tại vì bây giờ mấy anh hỏi em bất ngờ quá nhỉ, tại vì bây giờ mình đâu có cảm xúc buồn đâu, sao mà mình hát theo yêu cầu của mấy anh được. Có nghĩa là lúc buồn em mới hát hay là lúc vui em vẫn hát? Dạ lúc buồn hát nhiều hơn, lúc vui thì hát ít hơn, nhưng mà lúc vui vẫn có hát đúng không? Dạ có, tại vì em thích hát mà em đam mê. Thì bây giờ vui hát bài vui để nghe. Hát bài vui đi. Hát bài vui hả? Ờ. Mà họ em ít nghe nhạc vui lắm, toàn nghe mấy bài nhạc buồn không. Mỗi một ngày thì Nhí ăn cơm bao nhiêu lần? Dạ ăn cơm hả? Ờ. Sáng em ăn một chén, chiều em ăn một chén. Ăn ít rồi cũng không có ăn nhiều đâu anh. Dạ. Rồi nãy giờ hai anh vô gặp mẹ thôi, còn ba? À, dạ em không có sống với ba, hiện tại em đang sống với mẹ thôi. Dạ. Hai anh cứ hỏi má hỏi em đi, nếu mà tại vì hai ảnh á, hai là con làm hai là ảnh bị lúng túng, hai là không có biết phải phỏng vấn con vậy. Mỗi lần mà mình lên mình live Bigo là từ mấy giờ đến mấy giờ? Bữa tối đi, cả bữa tối đi, 6 giờ rưỡi em chỉ like được 8 giờ thôi là mẹ em đã xuống bà đi ngủ rồi. Cho nên em phải đi ngủ theo, mà thật sự vô mộng không có ngủ, nằm lướt lướt điện thoại vậy đó. Cái duyên nào mà cho em chơi đánh Bigo? À, thì nó quảng cáo ở trên Facebook á. Facebook nó cũng hay quảng cáo app này app kia. Xong rồi tình cờ mình đi vô mình coi, cái mình thấy, cái mình tải về xong rồi mình chơi. Dạ vậy thôi. Mục đích của em chơi Bigo là để làm gì? Để dạ, chứ, để gặp. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Dạ đúng rồi. Sau này thì em có nghĩ là mình sử dụng Bigo để mình bán hàng online vậy? Dạ không. Tại vì mình bán hàng online cái thứ nhất mình không có thể đi giao. Dạ, nó cũng khó. Và việc mà người ta chơi Bigo là những người thiếu nữ, họ giống như em nhưng mà họ tay chân họ còn đầy đủ và họ chủ yếu là họ đến họ khoe cái sắc đẹp của mình. Để... Anh có coi cái app đó không? Anh có biết cái app đó nhưng mà anh chưa coi. Dạ. Ở trên đó thì em nói với anh nghe nè, idol nói chuyện cũng có, idol hát cũng có, đọc rap cũng có, giống như mình có cái tài năng gì thì mình sẽ sử dụng để mà mình lên đó mình làm idol. Nhưng mà idol trên đó thì toàn là những anh chị xuất sắc không. Em là thuộc top idol nào? Em là bình thường. Nhưng mà nãy giờ anh thấy em có một cái idol là Hoạt Ngôn, đúng không? Dạ. Tại vì em nói chuyện thì nó hơi bị lanh xíu, chứ không phải là gì. Ngoài cái việc lanh thì khán giả họ yêu cầu em hát live thì em vẫn hát. Dạ hát. Lên đó thì ví dụ anh chị muốn nói chuyện thì mình nói, còn anh chị muốn nghe em hát thì em hát. Dạ. Giả sử bây giờ anh yêu cầu ơi, em Nhí ơi em hát cho anh một bài, anh nghe anh buồn quá. Dạ. Rồi. Là hát liền. Yêu cầu. Dạ. Là bắt đầu ví dụ như cái anh đó anh yêu cầu cái bài đó mà mình không biết thì mình sẽ tặng một cái bài khác. Rồi. Người ta hát chơi Bigo là người ta thường xong là người ta hát, người ta thả đậu đúng không? Dạ đúng. Thả đậu là thả tiền, thả phần thưởng cho mình. Dạ đúng. Và hôm nay thì em cứ tưởng tượng anh với anh Hoa là một khán giả của em, làm em là một idol của tụi anh, và hôm nay thì em sẽ tặng cho anh theo yêu cầu và anh sẽ thả đậu cho em. Được không? Bây giờ mình nói dài đó. Nhưng mà tại vì là thí dụ như anh yêu cầu bài đó em không biết thì em bây giờ anh là khán giả nha. Tí. Rồi bây giờ Nhí hát cho anh một bài nào mà Nhí thích nhất rồi. Hát mình không cầm điện thoại à. Anh với anh Hoa sẽ thả đậu cho em ha. Không, tại vì không thuộc lời đâu anh ơi. Ít thôi, một đoạn thôi. Một đoạn thôi hả? Hát một đoạn quay anh nha. Rồi. Tình em hát 10. Ơi. Sông nước quê em sáng lớn chưa gồng, cây lúa trên đồng mát rượi đầy bông. Thương từng giọt mồ hôi, thương mùa nước nổi, dân không xa gửi, phù sa núi lớn, tình quê mấy đời. Rồi, và đây là đậu của anh với anh Thành Hoa ha. Dạ, em cảm ơn. Anh gửi đậu cho em thì mong em sẽ giữ nó ha. Dạ, em cảm ơn hai anh. Cái này anh gửi cho em, ủng hộ em. Dạ, để em có động lực ha. Dạ. Qua cái chương trình đó thì em có được nhiều bạn từ cái chương trình đó không? Dạ có, bạn
ngày trong đó có anh đó đó, cũng quen ở trên Bigo. À, dạ. Dạ, có thêm mấy người kia nữa nhưng mà trốn camera hết rồi. Sợ bị quay. Cái việc mà em khó nằm như vậy di chuyển thôi cũng đã khó, thì uống nước đối với em nó có khó? Dạ không. Và em ăn uống thì cũng bình thường, mẹ cho con một miếng nước để con thực hành luôn. Để con thực hành đó. Em nói mà lỡ có gì sai sót mấy anh bỏ qua nha. Gặp em vui là tụi anh vui rồi. Em vui quá rồi. À, dùng cái uống thuốc và hút khá là gọn cho anh rồi. Nhưng mà lúc mà bình thường á khó lắm, tại vì khi nước nó trào ngược thì dạ không, không có trào, nó vẫn như vậy, nó vẫn uống như vậy hồi đó tới giờ. Là em ăn là vẫn vậy luôn? Dạ nó vẫn vậy. Mỗi lần em muốn đi đâu đi đó chơi thì phải mẹ phải đưa đi? Dạ không, không có đi đâu hết anh ơi, em ở nhà không mà. Chứ không. Trước giờ không có vào sớm hả? Trước giờ không đi đâu hết hả? Em thấy mấy bạn vậy thì em có mặc cảm không, hay làm chồng vẫn sống vui cho mình? Mấy bạn bằng chân lưới của mình? Dạ không mặc cảm, tại vì mỗi người một cái số phận mà. Và điều gì khiến cho em vui nhất? Điều khiến em vui nhất hả? Vui nhất là khi mà vui nhất là mỗi ngày mà em khỏe mạnh sống với em là em vui. À, cái việc mà từ trước giờ việc anh đã tới cái việc mà mình cảm thấy cái tình cảm mình phát triển, mà mình để ý mình thương. À, em hiểu câu anh nói. Dạ chưa. Dạ chưa. Có nghĩa là theo chia sẻ của anh Hoa về cái tâm sinh lý phát triển về tình cảm trai gái. Đúng rồi. Dạ chưa. Em có nghĩ tới không? Dạ chưa. Nhưng em có nghĩ tới một ngày nào đó mình sẽ... Dạ không, em không có nghĩ thôi. Em chỉ nghĩ là... Cho lỡ trò chuyện lên cái trò trai gì đó, Bingo hả? Bingo Line. À, Bingo Line đó. Tụi nó tiếp xúc rất là nhiều người. Tiếp xúc và trò chuyện hàng ngày thì nó thấy nó cũng đưa cho mình cái tình cảm hả? Tình cảm mà em dành cho tất cả mọi người thì nói chung chỉ là tình cảm anh em, chị em, bạn bè thôi. Chứ không có tình cảm gọi là lứa đôi. Dạ. Em chia sẻ là em chia sẻ thiệt, không có nói xạo với anh. Dạ. Có thể là tại vì mình trả lời cái câu như vậy nó hợp lý nè. Có thể là mình chưa có gặp đúng cái người mà mình muốn. Có cảm xúc. Đúng dạ đúng rồi. À, và anh đến đây người ta thường nói với em một câu là cô bé sọ dừa. Dạ. Thì người ta dùng cái từ đó cho em thì em có mặc cảm hay là... Dạ không. Em sau này có ước, em có biết có câu chuyện đó không? Biết dạ. Câu chuyện sọ dừa không? Dạ chưa. Chưa hả? Ôi nhí thì ngoài cái việc mà chân tay của em không có thể di chuyển được giống như mọi người, thì tất cả cái việc đó ra thì thể chất và não của nhí rất là nhanh nhẹn, và đặc biệt gương mặt rất là đẹp gắn. Dạ em cảm ơn anh quá chị. Đúng là đẹp đó, thật sự á. Nhưng mà... Ừ, trang điểm không? Mình lên Vigo Live mình có trang điểm không? Dạ không, son không. À, son không? Ờ. Trước khi em lên live thì em live ở Bigo, em sẽ chào khán giả mà em có thể biểu diễn lại cho kênh của anh thấy lúc mà em chào khán giả ha, một cái lời chào. Dạ. Như... Hello mọi người, lại là bé Dịp đây. Xin chào mọi người đã đến với... Không, không phải. Hello mọi người, lại là bé Dịp đây. Cả nhà mình đã ăn cơm chưa, nhớ em không? Dạ, vậy đó. Còn câu nữa, còn câu nữa. Hôm nay gì? Hả? Hôm nay gì nữa? Hôm nay bé Dịp sao? Hôm nay bé Dịch không là sao? Là chỉ chào vậy thôi hả? Còn dạ. Kết thúc sao? Kết thúc thì hầu như là mọi người biết 8 giờ là mọi người đi ra hết thì không cần chào. Rất vui, rất vui. Tại sao mình để là bé Dịch? Dạ không, cái câu chuyện đó là cái câu chuyện cổ tích hồi xưa thôi. Lâu rồi về một cái cô gái nghèo. Dạ, sống bằng cái nghề chăn vịt á. Xong rồi thì cái câu chuyện đó gọi là cái câu chuyện cổ tích về hoàng tử với lại cô bé chăn vịt hết chứ. Không có gì. Nhưng mà cô ấy bị khổ lắm, bị hại. Bị hại nhưng mà được cái cô ấy không có chết. Dạ. Nhưng mà trong cái câu chuyện đó là em cũng mong ước một ngày nào đó phép màu để ban thắng rồi nha. Dạ không, không, không. Không phải, không phải. Em không có mong muốn là thành cô bé chăn vịt, mà tại vì em thích cái tên đó rồi em để thôi. À, thích cái tên này nữa là. Anh cầm cái máy của em. Okay. Cho anh vào đây. Rồi, quay thấy em không? Thấy. Kính thưa cô bác quý anh chị, và hiện nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại nhà bé Lý, bé Nhí, một cô bé rất là dễ thương, rất là nổi tiếng idol trên Vigo Live. Và hôm nay thì trước mặt
Bùi Hồ và bé Nhí thì cái công việc hàng ngày thì bé Nhí rất là quen thuộc rồi. Và ngồi tại đây ngồi được bé Nhí thấy, chúng ta mới thấy được cái năng lượng tràn trề của bé Nhí. Và cái thông điệp này Bùi Hồ muốn gửi đến cô bác anh chị: hãy sống lạc quan yêu đời như bé Nhí thì tất cả mọi thứ khó khăn sẽ vượt qua. Và ông trời thì sẽ không bao giờ lấy đi tất cả những gì của chúng ta, lấy đi cái này sẽ bù cái khác. Và đó là hãy sống lạc quan yêu đời, và thông điệp muốn gửi cho cô bác quý anh chị là như vậy. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào. Chắc có lẽ là bây giờ em nói lời chào với khán giả kênh anh. Kênh anh tên gì? Anh Bùi Hồ TV và anh Hoa Lệ. Hoa Lệ hả? Em xin chào khán giả kênh của anh Bùi Hồ và anh Hoa Lệ nha. Em hy vọng là mọi người yêu quý hai anh thì sẽ đăng ký ủng hộ kênh của hai anh. Con chào cô. Thì hôm nay là dịp tình cờ con về đây để mà gặp được bé Nhí là con gái của cô. Thì khá là bất ngờ khi mà bé Nhí lại khuyết tật về chân tay, nhưng mà lại có một cái não, bộ não rất là lanh và cái miệng rất là hoạt bát. Thì con không biết là con nhờ cô có thể chia sẻ lúc mà cô mang thai cũng như là bé Nhí và sanh ra dập đến thời điểm bây giờ nó có khó khăn gì với cô ha? Cũng có, hồi lúc mới sanh thì cũng khổ, nó bệnh đồ này kia dữ lắm. Rồi bây giờ nó lớn thì nó hết rồi. Dạ. Mà điều có một cái cũng cực khổ lắm, nuôi nó thì 24 năm rồi đó, tính đi cực lắm. Dạ. Cái hồi đó cấp có bầu nó là thôi ra là về mấy tháng là thôi tới bây giờ luôn. Lúc mà mới đẻ ra thì bé Nhí mới đẻ trong bụng mẹ là mấy ký hả? 2 ký 2. Ừ. Là giống như bây giờ đúng không cô? Y gan thì nó trong bụng mẹ, nó gan bẩm sinh trong bụng mẹ luôn. Lần đầu tiên mà cô gặp khi mà con của mình mà như bé Nhí như vậy thì cô có buồn không? Không buồn chứ, hồi cấp hồi lúc đó mà hồi đó 30 tuổi có bầu đi đẻ là 30 tuổi mà hồi xưa đó ngu lắm, không có biết hồi đó không có đưa ai mà đi sanh đi đẻ hết trơn á. Cái cũng như cái ngày đó đau bụng mà đi đẻ mà nhịn đói như đau bụng đó, mình không ăn cơm đó, tới chừng nào đẻ đâu có nổi đâu. Mấy bà mụ la quá trời la luôn, cái cũng nhường nuôi đó, người ta mua cặp hơi sữa rồi cho uống mấy ga đẻ ra ngàn nhỏ có tật rồi no luôn, không có ăn uống gì được trơn, nghỉ ăn luôn. Có mình buồn thì để nuôi luôn chứ biết sao giờ, nuôi tới giờ luôn. Lúc mà cô đi siêu âm á thì... Không, hồi đó không có siêu âm, khổ lắm, không có đi siêu âm gì trơn. Cũng như mình nghĩ là có bầu thì đi sanh thôi chứ không có nghĩ là có tật gì. Uống miếng nước đi đỡ hả? Hiện nay thì có một mình cô là nuôi bé Nhí thôi. Có mình anh nuôi thôi. Không giờ hàng ngày của mình là chỉ bán quán này. Chỉ bán quán nước à. Hoàn cảnh của gia đình mình là như thế nào hay cô hơn? Hoàn cảnh bây giờ khổ lắm. Đất thì đất ở đậu người ta, ít bữa nữa là trả rồi. Dạ. Ít bữa nó trả thì mình sẽ định cư sống ở đâu? Trả thì đi qua đây ở nhà cậu nó. Ở nhà cậu nó, nhà bên đây rồi bán bên đây luôn. Cái công việc hàng ngày của cô là làm gì để nuôi mấy đứa? Trời ơi, bán được ít ly nước đá đó. Với hàng tháng nó được lãnh được 500 mấy, nó lãnh được 540 có nhiêu đó hả? Nếu như mà có ước muốn thì cô sẽ ước muốn cái cục, có muốn gì cho mình với lại bé Nhí không? Ước có mớ tiền làm vốn bằng ăn vậy thôi. Nhưng bé Nhí là sinh ra là gì vậy? Sinh ra trong bụng ra là vậy luôn tới giờ. Nhưng mà cái đó mình biết phải tu kỹ một ngày rồi đó, thì mình lớn tuổi ai thì thế rồi à. Cũng nghĩ mà mình nghĩ lại nó thôi, kệ mẹ con tới đâu hay tới đó chứ không lẽ giờ sao giờ, thôi kệ gán sống đi. Cái công hàng ngày thì mỗi thu nhập từ bán nước là cô được khoảng bao nhiêu tiền? Trời ơi, 100 ngàn trả lợi chứ gì. Ơi ẩm lắm, có 10 ly thì sáng có 50 ngàn à, rồi trưa 5-6 ly nữa à, có nhiêu đó thôi chứ tối không có. Ở là đóng cửa ngủ sớm à. Ừ, đến quý lai vậy thì có tiền thu nhập? Nó lai cũng như đôi 3 tháng thì được 2 triệu. Vài 3 tháng nghe chứ không phải là 1 tháng. 3-4 tháng gì thì đổi là được 2 triệu mấy vậy đó. Cái thể trạng như vậy thì bé Nhí có thường hay bệnh không cô? Cũng có vậy, nó cũng có bệnh vậy. Mà điều giờ bệnh đỡ hơn lặng lắm, sơ sài thôi chứ không sao. Vậy là hai mẹ con cứ tối ngày ở trong nhà suốt không đi đâu? Ở nhà không có đi đâu chứ, mẹ nó thì đi tới chợ đình rồi rồi đó. Đi tới trong chợ này là về đó chứ không có đi đâu nữa hết. Mỗi khi mà cô có việc cô đi ra ngoài thì bé thì sao, cứ để vậy hả? Đi thì mình đi gian lát, hiện tiếng hay tiếng đồng hồ được để thí vậy đó. Ừ.
Nhưng mà hổng đi công chuyện đó, rồi mấy chú kia qua đó cũng đâu có nhà đâu, nó nhà anh á. Mới đầu nó nói vậy nè, con gặp hai chú đó lại quắc hà mẹ, cái con sợ tính để bắt máy lên điện mà ba qua. Cái mấy chú vô nói chuyện thấy không phải là người ấy, cái con mời mấy chú ngồi luôn à. Không phải là người xấu. Rồi nó nói, nó sợ bắt cóc, nó sợ bắt cóc, nó đi xin, nó sợ. Bắt cái gì? Bắt đi ăn xin. Bắt đi ăn xin á. Ai đâu bắt đi ăn xin. Thì nó sợ mấy người bắt đi xin á, nó sợ. Bị nghe mấy người kêu hù hù nó. À, khi mà cô gặp bé Nhí như vậy thì so với những thiếu nữ khác thì cô buồn không? Không buồn chứ, buồn lắm. Mà tại vì mình nghĩ mình các mình kiếp trước mình sao thôi, giờ mình nuôi chứ biết sao, giờ con mình bỏ đâu. Hiện nay thì cái việc mà sinh hoạt hàng ngày như là vệ sinh rồi phải do cô. Đúng rồi, đúng rồi. Có khi nào cô nghĩ sau này sẽ kiếm thêm một người để phụ giúp cô không? Không, hồi đó giờ không nghĩ chuyện đó, phải nghĩ là kiếm lâu rồi. Tại mình nghĩ thấy tội nghiệp nó quá, rồi mình nuôi tới đâu hay tới đó chứ mình không kiếm nữa. Để sau này cô trăm tuổi già. Sau này cô trăm tuổi già rồi sao? Tới đó thì hay chứ, giờ cũng như mẹ con ôm nhau sống đi chứ không có bỏ được. Thiệt nuôi cực cái lắm, nó phải gặp người khác không có được đâu, nuôi cực lắm, một lần nuôi cực cái lắm. Bây giờ là nó khỏe đó, khỏe là cũng như nó ít bệnh đau rồi đó.